giò nóng đây? Ai bánh giò nóng nào? Thưa quý vị, hôm nay Mạnh Tùng sẽ có một kinh nghiệm phải nói để đời trong việc là chuyển đổi cơ cấu ngành nghề của mình. Có thể sau ngày hôm nay Mạnh Tùng sẽ chuyển sang làm anh bán bánh giò. Bởi vì hôm nay chị Hiền Minh có đảm bảo là sẽ hướng dẫn Mạnh Tùng làm không chỉ là bánh giò ngon ăn tại nhà mà đủ tiêu chuẩn đi bán nữa. Đúng không chị? Chắc chắn. Nhưng mà chị... để chỗ là... gói không? Vâng, gói khó em lắm chị ạ. Em sợ gói. Dạ. Không, ngày hôm nay sẽ chỉ cho em gói, rất đẹp. Thế ạ? Ừ. Thế thì mình bắt đầu với việc... nguyên liệu chị nhỉ? Nguyên liệu mình cần gì ạ? Nguyên liệu gồm có là 200g bột gạo, 150g nấm bào ngư, 100g nấm đông cô tươi và khoảng chừng cỡ 20g nấm mèo thôi. Ngoài đó thêm ra thì mình sẽ cần một ít là baro, 1/4 cái củ hành tây, lá chuối để gói, muối, đường, dầu ăn, 800g nước. Trước khi làm phần nhân thì chị sẽ phải ngâm cái phần bột. Thì em sẽ thấy là chị đã chuẩn bị 800g nước ở đây rồi. Và ở đây mình sẽ cho cái phần bột này vô. Dạ. Yeah. Rồi, chị xin. Ủa nó cứ loãng loãng vậy hả chị? Chưa đâu em, lát hồi mình sẽ phải giáo nó lên. À dạ. Rồi bây giờ chị quậy xong rồi thì chị sẽ để nó qua một bên ha. À. Rồi. Chị với em sẽ chuẩn bị cái phần nhân. Dạ. Rồi em xắt giùm cho chị cái phần nấm này luôn đi ha. Chị sẽ làm hết những cái phần còn lại. Khi mà làm những cái phần nấm như vậy nè, dạ, thì Mạnh Tùng nhớ dùm cho chị là cái phần nấm mèo này của mình á, khi nấm khô á thì là khi mình ngâm nó ra thì thường nó mình sẽ phải bóp một xíu muối để mình rửa. Dạ. Rồi, xong. Bây giờ cái chảo nó nóng chị sẽ cho miếng dầu vô. Chị sẽ bỏ cái đầu ba rô vô. À đây, cái này chị để em. Chị Hiền Minh ơi, hôm nay là mình làm món bánh giò chay. Giả sử như là em muốn chuyển sang bánh giò mặn thông thường ấy thì mình thay đổi cái khẩu phần nào chị? Em sẽ thay tất cả cái phần nấm này bằng thịt. Dạ. Nhưng mà em vẫn giữ nấm mèo và hành tây. Thay ba rô thì mình sẽ sử dụng bằng hành lá. À. Thì nó sẽ thơm ngon hơn. Rồi riêng cái phần nước thì ở gia đình chị khi mà chị làm thì chị hay hầm nước dùng lên, chị hầm nước xương heo hoặc là xương gà lên. Ừ. Rồi chị thay bằng cái lượng nước đó. À. Thì cái bánh giò của mình làm cho ở nhà, nhất là có những em nhỏ thì ăn nó đầy đủ chất hơn. Chiếc bánh giò thứ nhất là đảm bảo, và thứ hai là mình có thể căn theo cái khẩu vị của gia đình, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ nữa. Bởi vì theo được biết là trẻ nhỏ mình bị hạn chế ăn gia vị, đúng không chị? Đúng rồi. Thì em sẽ hầm bằng cái nước dùng, thì em sẽ không sử dụng bột ngọt hay gì vào trong cái phần nước, thì nước của mình nó sẽ ngon hơn. Dạ. Rồi, khi tất cả cái hỗn hợp nó mềm xuống hết rồi thì mình sẽ cho cái phần hành, là cái đầu ba rô xanh vô để cho nó có cái màu sắc nó đẹp hơn ha. Chị ơi, mình xào cỡ nào là chín vừa chị? Như vậy là được rồi nè em, tất cả cái hỗn hợp nó mềm lại hết. À, đó. Mềm rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp để đó. Và bây giờ mình sẽ phải làm cái phần bột để mình gói ha. Đây. Cái nồi nước lúc nãy chị đã bắt, bây giờ nó đã sôi lăn tăn lên như vậy. Chị sẽ cho cái phần nước này vô trong cái phần bột. À, cái phần bột này thì Tùng nhớ là mình sẽ phải nêm một ít cái bột nêm vô, để cho nó có một cái vị mặn mặn và nó có một cái xíu ngọt ngọt cho nó vừa ăn. Thì ở đây chị sẽ dùng luôn là cái phần bột nêm của mình. Bây giờ chị sẽ bỏ tất cả cái hỗn hợp bột nãy giờ mình đã quậy đều. Chị sẽ bắt nó lên trên bếp. Rồi mở lửa lên. Em sẽ phải điều chỉnh cái lửa. Thường thì nếu mà lửa lớn quá thì nó dễ bị ốc trâu. Thì bột của mình nó sẽ không ngon. Rồi bây giờ em thấy cái bột của mình nó đặc lại rồi nè. Em thấy không? Đó. Chị sẽ nhắc nó xuống. Em thấy cái hỗn hợp bột của mình nó đã mịn hết rồi. Thì khi ra em bắt đầu em sẽ cho vào đây một miếng dầu dùm cho chị. Cái dầu khi bỏ vô nó làm cho cái phần bánh của mình khi mình gói trong lá, nó sẽ không làm cho bánh mình nó bị dính vào lá khi mình lột cái bánh ra ăn. Bột này đã chín chứ chị? À này, nó chín được khoảng 2/3 rồi đó em.
Quý vị khán giả thân mến, bây giờ chúng ta sẽ bước vào giai đoạn khó khăn, gian truân, thử thách, vất vả và nhọc nhằn nhất, đó chính là gói bánh. À, không đến độ gian truân như em nghĩ đâu. À, thế à? Chị sẽ sử dụng bằng cái này. Cái khuôn chị? Đúng rồi. Ừ ha. Em chưa thấy bao giờ đúng không? Em chưa. Rồi bây giờ chị sẽ chỉ cho em cái phần gói khuôn. Dạ. À, đây là cái lá, thì mình sẽ lật cái mặt màu xanh đậm ra bên ngoài. Dạ. Lá lót thì em có thể sử dụng bằng lá nhỏ thôi cũng được. À. Mình không cần phải sử dụng lá lớn. Nhưng mà em nhớ là em sẽ để hai cái sóng lá nó ngược lại với nhau. À. Chị sẽ để cái khuôn như vậy. Dạ. Rồi, ở đây chị sẽ bẻ góc. Bẻ góc ngược vào. Nó vừa sát mí với lại của cái khuôn. Dạ. Bên này chị bẻ ngược lại. Hình chữ S đúng không chị? Đúng rồi. Không khó đúng không em? Rồi, em sẽ để nó vào trong cái khuôn này của mình. Dạ. Em nhấn nó xuống để giữ cho cái phần lá nó nằm êm ở trong đây. À. Vậy là nó đã xong rồi. Rồi đây bây giờ chị sẽ múc vô. Dạ. Bánh giò thì thường mình sẽ làm nhỏ thôi, đừng dạ. làm quá lớn. Ăn nó sẽ mau ngán. Thì chị sẽ để cái phần bột như vậy. Đây là cái phần nhân. Rồi tiếp tới là chị cho một muỗng bột còn lại vô. Nè, mình sẽ phủ cái bột nó vừa hết. Rồi sau đó chị sẽ gói. Rồi, rất vuông vắn. Sao em? Mà trông rất thẩm mỹ nha quý vị xem. Thực sự là Mạnh Tùng khá bất ngờ với cách gói này ấy, bởi vì thông thường ấy, gói bằng tay ấy, Mạnh Tùng gói xong mà nó như cái bánh tét ấy, nó không phải là bánh giò. Nhưng mà sau khi mà mình dùng khuôn cái trông khác hẳn. Ra cái bánh rất là có góc cạnh hết. Này bán được chưa em? Em nghĩ là bán được ấy, nhưng vấn đề là phải ăn thử đó. Lát em phải ăn thử mấy cái mới biết được. Nữa mình bây giờ em sẽ cùng gói với chị. Dạ vâng ạ. Chị có đem thêm một cái khuôn cho em đó. Phải nói là đẹp đến ngỡ ngàng. Em cũng không nghĩ là em làm được đẹp như này đâu. Nhưng mà chị ơi, tình hình là gài nó vào nó lỏng quá chị ạ. Em vẫn muốn cột dây đúng không? Dạ vâng, chắc cột dây chị cho chắc gì. Chị vẫn không cột dây. Vẫn không cột dây ạ? À? À. Làm sao ạ? Đây là cái bí mật của chị. Nãy giờ chị vẫn giấu em. Ủa? Là mình bọc cái dây kiếm này ạ? Đúng rồi. Thì khi chị bọc nó lại như vậy thì thứ nhất là nó vẫn giữ cái độ ẩm cho cái phần lá, lúc nào cái lá của mình nó vẫn còn mướt và đẹp ha. Và cái thứ hai, cái bánh của mình nó sẽ đẹp hơn nhiều đúng không? Thì khi em hấp lên cái bánh, nó sẽ có cái phần này nó giữ cho cái lá của em luôn luôn, nó sẽ ẩm và nó sẽ đẹp hơn. Quá hay. Mình đã quấn xong, bây giờ mình sẽ bỏ vào đây hấp. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ hấp. Trong vòng 30 phút. 30 phút nữa mới ăn. Ráng chờ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ 30 phút vậy. Rồi, bánh đã chín rồi. Em đang nóng lòng quá, không biết thành quả của mình bây giờ gặt hái được là gì đây. Mời em. Chơi, trông cũng không khác gì bánh mình mua ngoài hàng không chị ạ? Đẹp hơn, trông nó vuông thành sát cạnh hơn. Thơm ghê. Mà mùi hành bô rô rất là dậy chị ạ. Cho vào đây là nó kích thích cái mùi thơm. Bỏ ngoài ấy, cắn miếng lớn mình thấy nó hơi giòn giòn. Mà khi mà đã nghiền thành nhỏ rồi ấy, thấy nó mềm mềm. Mà em thích cho nhiều hạt tiêu giống này chị ạ. Ăn nó cay cay, nó thơm thơm đúng không? Hít hà. Phải nói là Mạnh Tùng hôm nay rất bất ngờ với phương pháp làm bánh giò. Vẫn là bánh giò truyền thống thôi, nhưng mà chúng ta thay đổi một chút về cách làm, cũng như là có thêm những cái kinh nghiệm mà chỉ những người đầu bếp người ta làm nhiều người ta mới biết. Thì sau đây là chúng ta cũng không cần làm nhiều đã biết rồi, để về mình tự tay mình làm bánh giò và đãi cả nhà. Và Mạnh Tùng thấy có một điều rất hay đối với những món bánh như bánh giò chẳng hạn, thì có thể là không phải riêng mình làm đâu. Em thấy là có nhiều gia đình ấy, tập hợp hàng xóm này, gia đình, bạn bè hay là họ hàng cuối tuần ấy, mình họp nhau lại, mình làm một mẻ bánh giò tầm khoảng đôi ba chục chiếc, chia mỗi nhà cái, mang về kỷ niệm. Nhưng mà Mạnh Tùng thì chuẩn bị làm anh bán bánh giò được rồi. Cảm ơn chị Hiền Minh hôm nay đã giúp Mạnh Tùng có rất nhiều những cái bí quyết. Và Mạnh Tùng rất mong là hôm nào đấy chị lại tiếp tục chị kiếm món nào khác, món ngon, chị chia sẻ tiếp nhé.
Dạ vâng. Hy vọng là sẽ chia sẻ nhiều cho Tùng hơn. Và Mạnh Tùng tin rằng với những phương pháp ngày hôm nay chị Hiền Minh đã giới thiệu thì chúng ta dễ dàng làm được một món bánh giò thật ngon ngay tại nhà của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chào.